trong khi virus corona Vũ Hán đang lây lan trên toàn thế giới, chính quyền Trung Quốc tích cực hỗ trợ nước ngoài các vật tư phòng chống dịch và mưu đồ trở thành vị cứu tinh toàn cầu. Tuy nhiên, khẩu trang xuất khẩu và bộ kit xét nghiệm nhanh của Trung Quốc liên tiếp bị tố cáo là không đủ tiêu chuẩn. Gần đây, ngay cả anh em thân thiết Pakistan cũng tố cáo Đại Cộng sản Trung Quốc rằng khẩu trang viện trợ thực ra lại được làm từ đồ lót. Bắc Kinh và Pakistan có quan hệ rất mật thiết. Theo báo International Business Times, mới đây quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã yêu cầu Pakistan mở biên giới vào ngày 1 tháng 4 để cho phép viện trợ y tế của Trung Quốc vào nước này. Trong bức thư của Đại sứ quán Trung Quốc gửi Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết đây là vật tư y tế do tỉnh trưởng khu tự trị Tân Cương gửi cho Pakistan, bao gồm 200.000 khẩu trang thông thường, 2.000 khẩu trang N95, 5 máy thở và 2.000 dụng cụ xét nghiệm, 2.000 bộ quần áo bảo hộ. Nhưng bài báo chỉ ra rằng cái gọi là đồ viện trợ y tế chất lượng cao lại là những chiếc khẩu trang N95 làm từ đồ lót. Một người dẫn truyền hình của kênh tin tức Pakistan khi đưa tin này đã tức giận nói: Trung Quốc thực sự đã lừa dối chúng ta. Sau khi ông Gaurav Arya, một chuyên gia chiến lược và thiếu tá kỳ cựu nổi tiếng của Ấn Độ, chia sẻ thông tin này của Pakistan trên Twitter đã làm dấy lên phản ứng lớn trong cộng đồng mạng. Cư dân mạng cũng đăng lại thông tin trên Reddit, diễn đàn lớn nhất của Hoa Kỳ. Cư dân mạng nước ngoài liên tục bình luận: việc này thật quá đáng. Nếu Trung Quốc gọi Pakistan là bạn mà còn dám làm như thế, thì thử nghĩ xem họ sẽ làm gì với các nước khác. Chúng tôi muốn trả lại hàng. Vâng, chúng tôi muốn đeo khẩu trang, không phải áo lót. Gần đây liên tiếp có những tin tức phản ánh về độ tiếp viện y tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc không đủ tiêu chuẩn, bao gồm khẩu trang N95 và bộ kit xét nghiệm nhanh. Nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Cộng hòa Séc và Tây Ban Nha phát hiện là chúng không thể sử dụng được. Một số quốc gia bắt đầu từ chối viện trợ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mặt khác, trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyên góp ồ ạt cho các quốc gia đối tác chiến lược, thì các y bác sĩ ở tuyến đầu nhiều địa phương của Trung Quốc lại bị thiếu vật tư trong thời gian dài. Một số người Trung Quốc cũng nói rằng không có đủ khẩu trang.